cái trường hợp là dương tính hàng ngày thì thỉnh thoảng là vẫn có những trường hợp dương tính từ các khu cách ly, từ các khu điều trị, bệnh nhân nặng vẫn có, nhưng mà có thể khẳng định rằng là chúng ta đã đạt được một kết quả là cơ bản là chúng ta đã không cháy chữa trong cái chu kỳ thứ tư này. Đấy. Trong khi đó thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thì có thể rằng là dịch bệnh đang diễn biến rất chi phức tạp. Thì qua phương tiện thông tin đại chúng, các đồng chí cũng như chúng tôi thôi, hàng ngày nghe trên phương tiện thông tin đại chúng, nghe trên công bố kết quả của Bộ Y tế thì thành phố Hồ Chí Minh đang là một điểm vô cùng nóng về dịch bệnh. Hiện nay thành phố đã triển khai rất nhiều hoạt động về lấy mẫu, về xét nghiệm, về truy vết F0, rồi là về điều trị, về triển khai thực hiện bệnh viện dã chiến. Thì những cái nội dung này chúng ta đã triển khai. Vất vả như thế nào để truy mẫu, truy vết F0? Vất vả như thế nào để mà lấy mẫu suốt đêm, mặc trong mặc bộ đồ bảo hiểm để mà lấy mẫu người nhà, người nhân dân, lấy mẫu những cái điểm mà nguy hiểm, rồi là vất vả trong công tác điều trị. Thì như thế là chúng ta cũng đã từng biết nguy cơ luôn luôn rình rập, tình trạng là nhiễm gần đến chúng ta. Thì rõ ràng là có thể nói rằng là mặc dù là nỗ lực khó khăn như thế, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh đang rất chi là cần nhân lực. Thì hôm nay thì các đồng chí lại tự nguyện để vào cái nơi mà đang dịch rất chi nóng, chắc chắn rằng là các đồng chí đã biết trước được là khi vào đó thì các đồng chí sẽ có bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái áp lực. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không ngại. Các đồng chí đã sẵn sàng. Thì trong mấy ngày hôm qua thì các đồng chí đã tập huấn, các đồng chí đã triển khai. Các đồng chí giám đốc thì liên tục là cập nhật với tôi thì tình hình là triển khai đợt tập huấn này cho 200 cán bộ y bác sĩ tình nguyện vào Sài Gòn. Và các đồng chí cũng biết được là mình sẽ phải làm gì trong đó. Bác sĩ thì phải làm gì, kỹ thuật viên phải làm gì, điều dưỡng sẽ phải làm gì trong đó. Thì tôi mong muốn rằng là trên cơ sở những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái nội dung mà mình đã được triển khai và mình đã được trang bị, thì các đồng chí cố gắng phát huy để làm sao đó hoàn thành được một số cái nhiệm vụ được giao.